và thông tin tiếp theo về sự vụ thực phẩm chứa dầu ăn bẩn của Đài Loan, lãnh đạo vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương cho biết cho đến thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường, hải quan và y tế chưa ghi nhận các loại hàng hóa chứa dầu ăn bẩn lưu thông trên thị trường Việt Nam. Bộ Công Thương đã liên hệ với Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đề nghị trao đổi với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc để xác minh thông tin. Cục An toàn thực phẩm cho biết thông báo của Đài Loan mới chỉ mang tính chất cảnh báo chứ thực tế các lô hàng thực phẩm chứa dầu bẩn chưa có mặt trên thị trường Việt Nam. Các sở công thương cũng báo cáo chưa ghi nhận các loại thực phẩm trên. Trước đó ngày 15 tháng 9, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, thông báo việc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Kiểu Hương, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã nhập khẩu từ Đài Loan hai loại sản phẩm của công ty Hiếu hạn cổ phần công nghiệp thực phẩm Weichuan Đài Loan có chứa dầu ăn bẩn, cụ thể là sản phẩm dưa chuột trộn thịt lợn đóng hộp và sốt thịt cay đóng hộp.